Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tiếp nhận trên 1.900 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó, riêng tháng 3 và tháng 4 là 1.329 hồ sơ. Điều đáng nói là việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu không cân nhắc kỹ, sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sau cho chính người tham gia. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, nguyên nhân có nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là do hơn 2 năm qua dịch bệnh COVID-19 khiến việc chuyển dịch lao động từ tỉnh Hưng Yên sang các tỉnh khác tăng. Cuộc sống của một số người lao động gặp khó khăn khi thất nghiệp đã nghĩ ngay đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bản thân người lao động sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi như số tiền nhận được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội, mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Thân nhân không được hưởng trợ cấp mai tăng phí, trợ cấp tuất theo quy định. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền để người lao động hiểu rõ thiệt thòi khi rút bảo hiểm xã hội, với lợi ích lâu dài của việc giữ bảo hiểm xã hội là góp một phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nếu tạm thời gặp khó khăn thì bảo lưu thời gian tham gia, khi quay lại thị trường lao động có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tham mưu với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên làm sao giảm mức đóng hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí.